Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. All right, well, good morning, VBC Houston. Thank you, Chico. Good morning, I heard you. Một lần good nữa, morning. Xin kính chào Hội Thánh, chặt buổi sáng Hội Thánh. Good morning, everybody, good morning. Chào Hội Thánh. Well, we're very close to the afternoon, I changed that back. Good afternoon. Xin chào buổi trưa, bởi vì cũng sắp trưa rồi. All right, so this morning or this afternoon, we have just a powerful message that I feel that we need to share in this house in order for us to understand the next movement that God has for us here at VBC Houston. Ngày hôm nay tôi tin rằng Chúa ngài cho chúng ta có sứ điệp rất là quan trọng và đầy quyền năng cho chúng ta cho cái bước kế tiếp hoặc là cái giai đoạn mới của hội thánh của Chúa. In this morning, as I'm here at church, and even as I was preparing the entire week, and last night, and even waking up this morning, I'm just full of joy to be able to be here with everybody. Trong lúc tôi chuẩn bị suốt ở trong tuần này cũng như là ngày hôm qua cũng như sáng hôm nay thì lòng của tôi tràn đầy sự vui mừng để đến đây với hội thánh để chúng ta cùng học lời của Chúa. Excited to preach. Rất là vui để cùng học lời của Chúa và tôi được rao giảng lời của Chúa sáng hôm nay. It's amazing to see the foyer filled with laughter and people talking right before we enter into the building. Và rất vui để thấy ở trước sảnh của chúng ta đầy những cái nụ cười, những cái tiếng chào hỏi rôm rã ở trong buổi sáng hôm nay. Rất là thích thú để chờ đợi giờ chúng ta vào để cùng thờ phượng Chúa. And not just that, but we've been seeing God do amazing things every single week. Chẳng những như vậy mà chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì chúng ta chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm mỗi tuần. And last week's service we had people accept Christ. Trong tuần rồi chúng ta cảm ơn Chúa cũng có người tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. And every week so far we've seen growth in our church. Và mỗi tuần chúng ta đều thấy có cái sự gia tăng của số lượng ở trong hội thánh của Chúa. It's incredible to see what God is doing. Thật là khích lệ để chúng ta có thể thấy những điều Chúa ngài làm. But not only is it incredible to see, but it's incredible to be a part of it. Chẳng những là phước hạnh Chúa ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể chứng kiến, nhưng mà chúng ta cũng được cơ hội để dự phần vào. And so, what are we going to do from here? Và câu hỏi của chúng ta là chúng ta sẽ làm gì kể từ đây? What's the purpose of the church? Mục tiêu và mục đích của hội thánh hiện hữu để làm gì? What are we supposed to do? Chúng ta phải làm những việc gì? With what God's doing here at our church, how do we continue? Như hội thánh của Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm Chúa ngài làm việc một cách lớn lao, nhưng mà làm sao để chúng ta tiếp tục? You know, personally for me, something that I feel is when I look in the book of Acts and I look at chapter 2, how was it possible that Peter preached a message and 3,000 people were saved? Và tôi khi nghiên cứu về lời của Chúa trong sách của Vụ Sứ Đồ, nhất là chương 2, thì làm sao để Peter sau một cái sự thăm viếng của Chúa tuôn đổ quyền năng của Đức Thánh Linh có thể giảng một cách đầy quyền năng như vậy? As an individual, he had an impact. Là một cá nhân, ông có một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ. As an individual who loved God and was filled by the Holy Spirit had an impact. Là một cá nhân yêu mến Chúa và được mặc lấy quyền phép của Chúa, ông đã để lại một cái ảnh hưởng rất lớn. If Peter fits in those categories, then what category do you fit in? Nếu Peter là người thuộc về cái nhóm người này thì anh chị em là thuộc về nhóm người nào? Are you an individual who loves God? Anh chị em có phải là người yêu mến Chúa không? Are you an individual who's filled by the Holy Spirit? Anh chị em có phải là người được đầy dạy Đức Thánh Linh không? Are you an individual who has the boldness to speak about Christ? Anh chị em có phải là người có sự dạn dĩ để nói về Đấng Christ không? It's kind of quiet in this place. Tôi thấy hơi yên lặng đó nha. So do you actually fit in those categories? Anh chị em có thích hợp với những cái mục này không? You know, someone said, Pastor Sam, on Sunday, preach a message that's going to be really uplifting. Có người nói với tôi là mục sư Sam, Chủ nhật nên giảng những bài giảng đầy khích lệ. I said, okay. Tôi nói rằng, oh, được. What's more uplifting than the truth? Anh chị em có cái gì khích lệ cho bằng chúng ta được nghe chân lý của Chúa? You can put as much sugar as you want on dessert, but if the dessert tastes terrible, it doesn't do any good. Anh chị em, chúng ta cho dù có để nhiều đường lên để chúng ta làm kem, chúng ta bọc cái bánh, nhưng mà nếu cái bánh nó không có ngon thì chúng ta thấy rằng cái kem đường đó không có giá trị gì. You know what the best thing for us is? Anh chị em có biết cái điều tốt nhất cho chúng ta là gì không? The truth. Lẽ thật của Chúa. I studied, I looked at how is it possible that Peter was able to speak and 3,000, it says 3,000 was the number that was recorded at that time, but there could have been more. Anh chị em, làm sao để một Peter trong một bài giảng mà chúng ta thấy rằng đã có kết quả và lời của Chúa ghi lại cho chúng ta là có 3,000 người tiếp nhận Chúa và được bắt tem, nhưng mà
Con số này có thể là lớn hơn nhiều. One sitting, trong một buổi. One opportunity, trong một cơ hội. One chance, trong một cái cơ hội. 3,000 people, 3,000 người đáp ứng tin Chúa. Many of us in our day have the fear of talking to one person. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay lo sợ, chẳng dám nói chuyện cho một người. Why? Tại sao? It's a tough question to ask yourself. Anh chị em, đây là một cái câu hỏi khó để chúng ta tự hỏi. But why? Tại sao? And then if we're all individuals who are loving God, filled by the Holy Spirit, and also all together in a church, then the real question is, why are we not seeing multiplication of more than 3,000? Nếu tất cả chúng ta là những người yêu mến Chúa, được đầy dạy Đức Thánh Linh, nhóm lại trong một hội thánh, thì tại sao cái kết quả của chúng ta không được như vậy? If I gave you a message that sugarcoat and said, we can all do it. Anh chị em, nếu tôi cho anh chị em một cái sứ điệp gọi là sứ điệp bọc đường đó, dễ uống đó, thì anh chị em, tất cả chúng ta đều có thể làm được mà. Let's go out and do this. Chúng ta hãy ra đi để chúng ta thực hiện công việc. Will that really change anything? Anh chị em, chỉ nghe lời khích lệ đó có thay đổi hoàn cảnh không? Có thay đổi vấn đề không? Do you know how many people have told me, you can work out and lose weight? Là anh chị em có biết có bao nhiêu người đã đến nói với tôi rằng một sư nên tập thể dục đi rồi thì sẽ có thể xuống cân được đó. You can do it. Sẽ có thể làm được mà. But there's nothing like the truth when you go to a doctor and they say you really need to lose weight. Nhưng mà nó sẽ là một cái thực tại rất là rõ ràng khi chúng ta đi khám sức khỏe gặp bác sĩ nói rằng bạn phải sụt cân. Right? Phải không? So ask yourself the question this morning. Cho nên hãy đặt câu hỏi với chính mình buổi sáng hôm nay. Do you love God? Anh chị em có yêu Chúa không? Are you filled by the Holy Spirit? Anh chị em có được đầy dạy Đức Thánh Linh không? So then why are we not sharing the gospel? Nếu có thì tại sao chúng ta không chia sẻ tin lành của Chúa? Why are we not seeing a multiplication in our church? Tại sao chúng ta không thấy được cái sự gia tăng số nhân trong hội thánh của chúng ta? You know how hard it would be to drive a car with only one wheel working? Anh chị em thử suy nghĩ, chúng ta sẽ khó khăn đến cỡ nào khi chúng ta lái một chiếc xe mà chỉ có một cái bánh nó hoạt động thôi. Okay, fine. What about two wheels? Hai bánh thì sao? All right, three. Ba bánh. Two wheels, is it possible? Three wheels? Maybe? Liam, chiếc xe hoạt động chỉ có ba bánh thì có thể chạy được không? Wasn't created to do that though. There's four wheels for a reason. Chúng ta biết rằng chiếc xe không có được chế tạo ra để hoạt động như vậy. Bởi vì có cái bốn cái bánh là nó có cái lý do của nó. As a church, we're created of multiple individuals for a reason. Hội thánh của Chúa, chúng ta được Chúa ngày dựng nên và Ngài kết hợp chúng ta rồi có số lượng đông người vì có lý do của Ngài. Many gifts, có rất nhiều ân tứ khác nhau. Many talents, có rất nhiều khả năng tài năng khác nhau. Many different areas of influence outside of the church, có nhiều cái lĩnh vực ảnh hưởng mà chúng ta có được ở ngoài kia bên ngoài hội thánh. But what happens when we don't have the same vision? Nhưng mà điều gì xảy ra nếu chúng ta không có cùng một khải tượng? What happens if we don't have the same heart? Điều gì xảy ra nếu chúng ta không có cùng một tấm lòng? What happens when one or two people think something's more important than what the entire church is doing? Chuyện gì xảy ra khi một nhóm người thì cho rằng đây là cái lĩnh vực quan trọng khác hơn với lại những người còn lại trong hội thánh? You know, on an airplane, anh chị em biết ở trên một cái chiếc máy bay, before an airplane takes off, trước khi cái chiếc máy bay đó cất cánh, if I caused the biggest commotion and I yelled and I shouted and I screamed and I did everything I could, they'd kick me off the plane. Anh chị em, nếu tôi đứng dậy và tôi la lớn tiếng, tôi ồn ào trước khi máy bay cất cánh, thì người ta sẽ đuổi tôi rời ra khỏi cái chiếc máy bay đó. We've seen many videos. Chúng ta đã xem nhiều cái video clip như vậy. It just takes one person, chỉ cần một người thôi, to stop an entire plane to take off, có thể là ngăn chặn chiếc máy bay có thể cất cánh. It just takes one person in a church, chỉ cần một người trong hội thánh, to stop the movement of the Holy Spirit, có thể ngăn cản sự vận hành của Đức Thánh Linh. Why do you think that when the disciples were all standing with Peter, all filled with the Holy Spirit, that 3,000 people were saved that day? Anh chị em thử hình dung tất cả các môn đồ cùng đứng bên cạnh Phi-rơ và đã chứng kiến được 3,000 người trở lại tin Chúa. Same heart, cùng một tấm lòng. Same spirit, cùng một
Đức Thánh Linh. Same vision. Cùng một khái tượng. We're talking about evangelism. Chúng ta nói đến việc truyền giáo. And we have training after service today. Và chúng ta sẽ có huấn luyện để chúng ta chứng đạo ngày hôm nay sau buổi nhóm. I've heard from many people, I don't know how to tell people about God. Tôi nghe rất là nhiều người nói rằng tôi không biết cách để có thể nói về Chúa cho người khác. So guess what? Anh chị em đoán biết. We have training. Chúng ta sẽ có huấn luyện after service. Sau buổi nhóm hôm nay. I never. Tôi chưa bao giờ. Want to hear. Nghe nữa. I don't know how to share about God. Đó là cái lỗi chúng ta đổ thừa là tôi không biết cách để có thể nói về Chúa cho người khác. If you didn't go to the training. Nếu chúng ta không chịu đi đến để nhận sự huấn luyện trưa hôm nay. That's like somebody telling me I don't know anything about God, but they have a Bible at home. Nó cũng giống như là có người nói rằng tôi không biết gì về Chúa trong khi có một cuốn kinh thánh ở tại nhà. There's no sugar today. Anh chị em, không có cái dạng gọi là thuốc đắng bọc đường hôm nay. It's very hard to swallow this message. Tôi biết là rất khó để chúng ta nuốt cái sứ điệp hôm nay. But that's what it takes to grow. Nhưng mà đó là điều cần thiết để chúng ta có thể tăng trưởng. You know, it's awesome to be able to eat sweets all the time. Chúng ta biết rằng ăn ngọt là chúng ta thích lắm phải không? Và ăn ngọt luôn thì chúng ta thấy rất là thích. But then you go see a doctor and they say, do you eat vegetables? Và khi chúng ta gặp bác sĩ thì bác sĩ hỏi chứ có ăn rau cải không, rau củ không? Sometimes what we want to hear is what we think is best. Anh chị em, nhiều khi chúng ta muốn nghe một cái bài giảng cho những gì chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất. And what we turn our ears away from is the truth. Và khi chúng ta đã không chịu lắng nghe, những điều mà chúng ta không chịu lắng nghe lại là chân lý, là lẽ thật. Because the truth that you know will set you free. Bởi vì lẽ thật mà chúng ta biết sẽ giải phóng chúng ta. And guess what Peter did when he was sharing to the 3,000? Anh chị em, ngày hôm đó khi Peter, ông đã giảng cái gì cho mà kết quả 3,000 người đã tin Chúa đó? He revealed to them the truth that they did not know. Ông đã bày tỏ lẽ thật mà họ chưa biết. They thought they knew. Họ nghĩ rằng họ đã biết lời Chúa. To the point where they thought they knew so much that they would crucify Jesus to the cross. Họ nghĩ rằng họ biết lời của Đức Chúa Trời đến cái mức độ là họ bằng lòng để đóng đinh Đức Chúa Jesus. And did you know the mixture of people that Peter was preaching to knew God? Anh chị em có biết rằng ở trong nhóm của những người nghe Peter giảng là những người đã biết Đức Chúa Trời. But they denied who Jesus was. Nhưng mà họ đã phủ nhận và khước từ Đức Chúa Jesus Christ. Peter even says in scripture that you guys, you, and he's preaching to people, that y'all are the ones that crucified Jesus to the cross. Và trong lúc Peter giảng, ông đã nói, các ngươi, và ông chỉ vào họ và ông nói rằng là người đã đóng đinh Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. And the religious leaders that were standing there, và những người lãnh đạo tôn giáo đứng bên cạnh đó, they needed facts, they needed the truth, they didn't need anything sugar-coated. Họ cần nghe những cái lẽ thật, chứ họ không cần nghe những cái điều dạng bọc đường nữa. So you know what Peter did? Chẳng biết Peter ông giảng gì? He was empowered by the Holy Spirit. Ông đã được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. And I promise you the Holy Spirit reminded Peter in that moment. Và tôi hứa với anh chị em rằng chắc chắn Đức Thánh Linh nhắc nhở Peter ngày hôm đó. So he shared to the religious leaders what something that David said in the past. Và anh chị em, Chúa đã dùng để Peter nhắc cho họ những điều mà Chúa đã nói trong quá khứ. Guess what he shared to them about? Anh chị em nghĩ rằng ông đã giảng cho họ những điều gì? David shared before he died that there was going to be a Messiah that was coming who was not going to be buried but that would be alive. David vua của họ đã nói rằng sẽ có đấng Messiah sẽ đến từ nơi họ. And guess what the response from the people were? Anh chị em đoán xem cái sự đáp ứng của đám đông trong lúc bây giờ như thế nào? The Bible said that their hearts were torn, their hearts were almost in agony. They, what are we going to do, Peter? What should we do? Và khi nghe thì chúng ta thấy rằng dân chúng trong lòng của họ tan nát đi, bị cắt đi bởi lời của Chúa và họ nói rằng Peter ơi, chúng tôi phải làm gì với cái sứ điệp mà chúng tôi vừa nghe đi? It said that the words that Peter was sharing pierced their hearts. Lời của Chúa nói rằng những điều mà Peter giảng đâm thấu suốt tâm trái tim của họ. They said to him and the other apostles, brothers, what should we do? Họ nói với Peter và những người có mặt tại đó, anh em ơi, chúng tôi phải làm gì?
If you're hearing the truth today, that you haven't done the best part that you could to evangelize, anh chị em đã không bằng hết sức của mình để truyền giáo, to tell people about God, để nói cho người khác biết về Chúa, does that not pierce your heart? Cái điều đó nó có đâm thấu trái tim của anh chị em buổi sáng hôm nay không? Because it pierced my heart. Vì điều đó nó làm cho tim của tôi bị đâm thấu. It changed the way that I see our church. Nó đã thay đổi cái cách mà tôi nhìn hội thánh của Chúa. Today my title for the message is A Vital Church Grows. Và sáng hôm nay sứ điệp của tôi được đặt tên cho nó đó là một hội thánh sống động phải phát triển. What does vital mean? Cái chữ sống động ở tại đây có nghĩa là gì? Absolutely necessary. Đó là một cái điều hết sức là rất là cần thiết. Important, quan trọng. Essential, hết sức là cần. VBC Houston, hội thánh VBC Houston. Do you see us as that? Anh chị em có thấy mình là quan trọng và hết sức cần không? Maybe one or two of you will say yes. Có thể một hai người trong chúng ta nói rằng phải, đó là chúng ta. But until the entire church can say yes, cho đến chừng tất cả con cái của Chúa trong hội thánh đây đều nói rằng phải, we won't be effective to grow the kingdom. Chúng ta sẽ không kết quả trong việc xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. That's the truth. Đó là sự thật. A vital church grows. Một hội thánh sống động thì phát triển. An unresponsive church dies. Và một cái hội thánh không có sống động thì là một hội thánh chết. What's the point of having training about evangelism if when we go out to evangelize, we're bringing them to a church that doesn't even know what to do? Anh chị em, nó có lý do gì để chúng ta được huấn luyện để truyền giáo, để làm chứng đạo? Chúng ta giới thiệu về Chúa cho họ rồi đem họ vào trong hội thánh, mà hội thánh không biết cái gì để làm cho những người mới. Evangelism has to take place. Anh chị em, việc chứng đạo phải xảy ra, truyền giáo phải xảy ra. But the church has to be ready for the influx of people that are coming to the church. Nhưng mà cùng một lúc thì hội thánh của Chúa chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đón chào số đông người trở lại tin Chúa đến nhóm lại với hội thánh. Imagine this. Chúng ta thử hình dung điều này. Imagine. Chúng ta thử hình dung. Buck Two is going to throw the biggest party ever. Ví dụ như là cô Thu sẽ mở một cái bữa tiệc rất là lớn. But I don't tell her how many people I'm bringing. Nhưng mà tôi không có nói với bác Thu là cô Thu rằng có bao nhiêu người tôi sẽ đưa đến. So her house won't be prepared for the 100 people I want to bring. Thì nhà của cô sẽ không chuẩn bị sẵn sàng cho 100 người mà tôi sẽ mời đến để dự bữa tiệc đó. If every single one of us go out and evangelize this week, do you think as a church we would be ready for the influx of, if we have 250 people in the room or 200, do you think we'd be ready for 400? Anh chị em, nếu tất cả mọi người trong chúng ta tại đây, mỗi người đi ra truyền giáo trong tuần này và chúng ta có kết quả, thì tuần tới chúng ta đưa 250 người, 300 người đến đây, anh chị em nghĩ rằng hội thánh của Chúa chúng ta có sẵn sàng để đón chào họ chưa? Do you know that in order for us to be prepared and ready, that we have to work together in unity? Anh chị em có biết rằng để chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta đón tiếp người mới, thì tất cả chúng ta phải làm việc một cách hiệp một không? We still have people in the church fighting about things that aren't necessary. Anh chị em, trong hội thánh vẫn còn có những người vẫn còn tranh cãi cho những chuyện không cần thiết. Instead of fighting, work together. Tại vì chúng ta tranh cãi với nhau, tại sao chúng ta không cùng làm việc với nhau? Think about your body. Anh chị em thử hình dung when your one arm is injured, do you say, stupid arm, why don't you work? Một cánh tay của chúng ta nó bị thương tích, chúng ta nói rằng cái tay ơi, sao ngươi ngu quá, tại sao không cùng làm việc với thân thể? You have a reason but you're not doing what you're supposed to be doing. Ngươi có một cái mục đích để hoạt động nhưng mà tại sao ngươi không hoạt động hơi cánh tay ngu sủng kia? Just get it together. Phải làm việc nối liền với thân thể đi. Because this hand is working fine. Bởi vì cánh tay này thì đang làm việc tốt. We don't say that. Chúng ta không nói như vậy. So why do we tell our other fellow brothers and sisters, why don't you know what to do? Tại sao chúng ta lại làm như vậy với các anh chị em khác ở trong? Come on, it's not that hard. Tại sao không chịu làm việc? Đâu có khó đâu. Come on, just say hello to people. Đơn giản thôi, chỉ đứng ra để chào đón khách mới. Come on, just put a little bit more food on the plate. Để thêm một ít thức ăn ở trên cái dĩa thức ăn. Come on, just pray a little bit more. Cầu nguyện nhiều thêm một chút. That's what we sound like to each other. Đó là cái âm thanh mà chúng ta nghe khi chúng ta nói chuyện với nhau. You know what happens when your hand gets injured?
Anh chị em có biết khi cánh tay của chúng ta, một cánh tay chúng ta bị thương tích không? You use the other parts of your body to make sure that it's protected so it can heal. Chúng ta sử dụng tất cả những cái phần khác ở trong thân thể để đảm bảo rằng cái cánh tay mà bị thương tích đó nó được bảo vệ để nó có thể được lành. Guess what happens when you go and evangelize to people? Anh chị em đoán biết cái điều khi chúng ta đi ra và chúng ta truyền giáo. You think they're perfect? Anh chị em nghĩ rằng họ là những cái người trọn vẹn không? Do you think they'll come into church looking like the way you want them to look? Anh chị em nghĩ rằng khi những người mới này đến thì họ sẽ ăn mặc cũng như là diện mạo của họ giống như là cái hình ảnh biểu tượng mà anh chị em mong muốn không? You know what broke my heart? Cái điều làm cho lòng của tôi tan nát. Someone said this to me and it was only a few weeks ago. Có người nói điều này với tôi mà chỉ mới mấy tuần trước đây thôi. They said, "I'm scared, Pastor Sam." Họ nói rằng, "Mục sư Sam ơi, tôi thật sự hơi lo sợ đó." "I want to bring my family member to church." Tôi muốn đưa những người thân của tôi đến hội thánh. "But they have tattoos all over their neck and their face." Nhưng mà cái người này, những người thân của tôi đó là họ xăm trổ cả người của họ lên đến cổ của họ. "I think the Vietnamese people would judge them." Tôi nghĩ rằng người Việt Nam sẽ lên án họ. "I'll share something with you." Tôi chia sẻ với anh chị em điều này. "Just because you have something hidden on the inside doesn't mean you're perfect." Anh chị em, cho dù chúng ta có những điều chúng ta giấu được ở bên trong quần áo của chúng ta, không có nghĩa là chúng ta là trọn vẹn. "Just because you smell good on the outside, Chanel or whatever spray you sprayed, you're still dirty on the inside." Cho dù chúng ta có xịt nước hoa Chanel hay là cái gì bên ngoài đó, nhưng mà nếu chúng ta cũng là tội lỗi thì bên trong chúng ta vẫn là mùi hôi tanh của tội lỗi. "You can wear the most expensive purse, the most expensive shoes, and you could still be broken on the inside." Anh chị em có thể xách một cái ví đắt tiền hay là mang một cái đôi giày đắt tiền, nhưng mà bên trong vẫn là một con người gãy đổ. "Just because you're good at lying and hiding doesn't mean that other people in this world don't deserve to come to the Lord broken." Không chỉ vì chúng ta có thể nói láo, chúng ta có thể giấu được những cái điều gian trá của mình, thì điều này không có nghĩa rằng những người ở ngoài kia không xứng đáng để gặp gỡ anh chị em và đến với anh chị em. "Pastor Sam, that's not biblical." Anh chị em và mục sư Sam ơi, cái điều đó nó không có đúng theo kinh thánh đâu. "Come to church in your Sunday best." Chúng ta phải đến nhà thờ và chúng ta phải ăn mặc cho nó thật là tốt đẹp, xứng đáng với ngày Chủ nhật. "Wearing ripped jeans." Đi mặc cái quần jean mà nó lủng lỗ đó. "You're wearing tennis shoes." Rồi đi nhà thờ mà lại mang giày tennis. "You're wearing a t-shirt, it's too big." Mặc một cái áo t-shirt mà nó rộng quá. "Your hair, it's not, it's, why is it that color?" Và cái màu tóc sao mà lại nhuộm cái màu như vậy. "You're wearing a hat." Mang đồ nón đi vào trong nhà thờ. "You're wearing sandals." Rồi mang dép đi nhà thờ. "Can't you just be happy that they're coming to church for Jesus?" Anh chị em có thể bắt đầu kể từ ngày hôm nay chúng ta vui vì những người đó họ đến nhà thờ không? "Wait a second. You hear how quiet it was? Only some people clapped." Anh chị em, chỉ có một, chúng ta nghe nó rất liên lặng, chỉ có một vài người vỗ tay thôi. "It's not biblical, Pastor Sam." Mục sư Sam, mấy điều này nó không đúng kinh thánh đâu. "Read the chapter right after 3,000 were saved. At the beautiful gates, how many people passed up the man instead of praying for him because they thought he's not clean, he's not healthy, he's disabled, so they walk into the church and pass him up." Anh chị em, chúng ta đọc cái phần kinh thánh kế tiếp. Ở tại cửa đẹp, một người bại ngồi đó để xin tiền, thì cả hội thánh đi ngang qua cái người đó mà không dừng lại đi giúp đỡ, bởi vì cho rằng cái người này là người tàn tật, không xứng đáng để đi nhà thờ với họ, đi đền vào đền thờ với họ. "I'm going home." Tôi đi về nhà. "Until we get this together." Cho đến khi chúng ta nắm được vấn đề. "What's the point of evangelism?" Thì có lý do gì để chúng ta đi ra truyền giáo? "My heart is pumping." Anh chị em, tim của tôi đang đập rất là mạnh. "Yesterday night I said, Holy Spirit, if I preach this message, people are going to hate me." Tối hôm qua khi bà tôi nói với Đức Thánh Linh, "Chúa ơi, con mà giảng cái sứ điệp này ngày mai thì sẽ có nhiều người bắt đầu ghét con." So the Holy Spirit said, "You don't preach, I'll preach." Thì Chúa Thánh Linh ngài nói rằng, "Con không giảng, ta sẽ giảng." "Throw a rock at me, throw it at the Holy Spirit." Anh chị em ném đá, tôi là anh chị em ném đá Đức Thánh Linh. "Doesn't hurt me." Nó sẽ không làm cho tôi đau đớn đâu. "If you're trying to find the perfect people to bring to church." Nên chị em đi tìm một cái người gọi là trọn vẹn để chúng ta đưa đến hội thánh. "What makes you any different than the religious leaders that told Jesus, 'Jesus, you're going to let your disciples not wash their hands a certain way before they come and eat?'" Thì anh chị em có khác gì với là những người Pharisee, là những người nói với Chúa Giêsu, "Chúa Giêsu ơi, tại sao ngài lại đón tiếp những cái người không chịu rửa tay trước khi ăn?" Ooh, it's hot in here. Anh chị em, nhiệt độ trong phòng bắt đầu thấy nóng rồi đó. "I feel bad because he's translating and somebody's going to clip him and be like, 'Mục sư Khan said this.' No, Pastor Sam's preaching today." Tôi
Rất là vui là mục sư Khánh thông dịch cho tôi ngày hôm nay. Nhưng mà đừng ai cắt cái khoảng này và nói rằng mục sư Khánh giảng. Nhưng mà không, hôm nay mục sư Sam giảng. Someone write in the comments, Pastor Sam is preaching, so they make sure. Because I'm protecting him from the rocks that are going to be thrown at him. He raised a son that says it's okay to wear a hat in church. Anh chị em, xin ở dưới dòng bình luận đánh vào và nói rằng hôm nay bài giảng này là mục sư Sam giảng chứ không phải mục sư Khánh. Bởi vì nếu mà quý vị ném đá tôi là bởi vì quý vị nói rằng ông mục sư Khánh đã nuôi và dưỡng một cái đứa con là mục sư bây giờ giảng nó rằng đi nhà thờ có thể đội nón được. Another pastor's kid, I heard him. Nghe có một người con của mục sư khác đang amen ở dưới. Okay. A vital church grows. Anh chị em, một hội thánh sống động, một hội thánh quan trọng phát triển. Church is not an exclusive party. If you're not on the VIP list, you can't come in. Anh chị em, hội thánh không phải là một cái bữa tiệc mà chỉ có những khách gọi là VIP thì mới được mời đến, còn nếu không thì cũng không được vào. You know BYOB, bring your own beer. Có một danh từ của người Mỹ đó là mang bia theo ở trong của mình để tự uống. Church is bring your own friend. Anh chị em, hãy mang bạn của mình đến. No matter what they look like. Dù cho họ hình dáng hiện tại của họ ra sao. No matter what they sound like. Họ đang ăn nói như thế nào. Do you see in the Bible where it says Jesus sat with the perfect people? Anh chị em có thấy trong Kinh Thánh là chỗ nào nói rằng Chúa Giêsu chỉ ngồi với những người trọn vẹn không? Guess what? The people who thought they were perfect said that Jesus was not perfect because he sat with imperfect people. Những người cho rằng họ là trọn vẹn nói Đức Chúa Giêsu không trọn vẹn bởi vì Ngài ngồi ăn với những người không trọn vẹn. That's the Bible. Và được ghi lại trong Kinh Thánh. Sometimes what we do, nhiều khi chúng ta làm việc, we try to find the most perfect person. Chúng ta đi và chúng ta ráng tìm một cái người trọn vẹn. Who needs just a little bit of help. Chỉ cần giúp một chút thôi. Because looking at somebody else's life on the outside, you're like, that's too hard for me. Jesus, I don't even know if you can do that. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nhìn một người bề ngoài và chúng ta nói rằng, Chúa ơi, cái này khó quá. Con không tin rằng Chúa có thể cứu người này và đổi người này được. A vital church is necessary. Một hội thánh sống động là một hội thánh rất cần có. A vital church grows. Một hội thánh sống động là một hội thánh phải phát triển. An unresponsive church will die. Một cái hội thánh không đáp ứng lại, không sống động là một hội thánh chết. Unresponsive to what? Không đáp ứng lại với điều gì? To what the Lord's asking. Đó là điều mà Chúa hỏi. Find in the Bible, you find it in the Bible where it says that Jesus says, invite the perfect people to church. Có chỗ nào anh chị em tìm được trong Kinh Thánh mà Chúa nghe nói rằng hãy đi ra và tìm những con người trọn vẹn để mời đến hội thánh? They're made perfect in his eyes when they're in his presence. Anh chị em, họ sẽ trở nên một bức ảnh trọn vẹn khi họ được ở trong sự hiện diện của Chúa và được cứu. So what happens after Peter preaches his message? Chuyện gì xảy ra sau khi Peter giảng sứ điệp này? Evangelism took place, 3,000. Việc truyền giáo xảy ra và 3,000 người đã tin Chúa và gia nhập vào trong hội thánh. Acts chapter 2 verses 46 to 47. Thì Công Vụ chương 2 câu 46 đến 47 ghi lại cho chúng ta. This is my main scripture. Đây là Kinh Thánh nền tảng cho tôi. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, shared their meals with great joy and generosity, all this while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Nhà nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác. Họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành. Ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. That's what it looks like. Đây là bức ảnh của một hội thánh sống động. To care for people after evangelism. Quan tâm chăm sóc những người đến tin Chúa sau khi đó là kết quả của sự truyền giáo của họ. You know what we do at church really well? Anh chị em biết chúng ta làm cái điều gì rất là giỏi, rất là tốt ở hội thánh không? Pastor Sam. Mục sư Sam ơi. This is my friend. Đây là bạn của tôi. Talk to them. Hãy làm ơn nói chuyện giùm cho tôi. Okay, see you later. Okay. Rồi gặp mục sư sau nha. Okay. Rồi sao? Hi, it's very nice to meet you for the first time. Xin chào anh chị bạn. Rất vui được gặp lần đầu tiên. Not sure where your friend went. Tôi không biết là bạn của quý vị đã đi đâu rồi. But I know they really love you because they brought you here.
Tôi biết rằng họ rất là yêu thương bạn cho nên họ đã mời bạn đến đây. And we do a really good job, like we go out and we'll evangelize and then we're like, okay, they're in the church. I did my job. Và chúng ta thấy rằng chúng ta đã làm rất là tốt trong việc chúng ta đi truyền giáo, rồi chúng ta kéo người vào trong hội thánh, rồi chúng ta đá họ vào trong hội thánh, chúng ta nói rằng xong rồi, tôi đã làm xong công việc của tôi rồi. Or we bring friends here, they get saved and then we're like, we're good. Rồi sau khi chúng ta hoặc là chúng ta mời bạn của chúng ta đến và họ tin Chúa, chúng ta nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi, tốt. What about the follow up? Còn cái chuyện chăm sóc thì sao? Why don't you have lunch with them the next day and say, how, what was that like? Tại sao chúng ta không xuống ăn trưa với họ ngày hôm sau và hỏi rằng kinh nghiệm của bạn như thế nào? Do you feel different? Bạn có cảm thấy khác biệt chưa? I can, let me share a little bit with you now that you've experienced God's love. Cho tôi chia sẻ thêm với bạn điều mà bây giờ bạn đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Eat with them. Chúng ta ngồi xuống, chúng ta ăn trưa với họ. Pray with them. Chúng ta cầu nguyện với họ. You know your friend that just got saved? Anh chị em biết cái người bạn của chúng ta mà mới được cứu đó? They probably don't know how to pray. Họ có thể là chưa biết cách để cầu nguyện. You know who knows how to pray? Anh chị em có biết ai là người biết cầu nguyện không? The one that brought them to get saved. Là cái người đã mời họ đến để họ được cứu. They don't know how to read the Bible. Họ không biết cách để đọc kinh thánh. But you know who knows how to read the Bible? Anh chị em có biết ai là người biết đọc kinh thánh không? The one who brought them to get saved. Là cái người đã mời họ đến để được cứu. Ooh, Mục sư Sam, that's a lot of work. Mục sư Sam ơi, nhiều chuyện. I'll get them to the church. You do the rest. Tôi chỉ mời họ đến hội thánh, còn mục sư làm hết chuyện còn lại. Okay, I make you a deal. I'll take care of the rest. You preach the message on Sunday. Rồi, tôi cam đoan với anh chị em, tôi sẽ chăm sóc họ, làm tất cả những gì còn lại. Còn phần của anh chị em là lên đây để giảng Chủ nhật tuần tới. I'm here Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Tôi có mặt ở đây thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và Chủ nhật. Keep up. Anh chị em hãy theo kịp với tôi đi, bắt kịp với tôi đi. If you want me to do your part, you got to do my part. Nếu anh chị em muốn tôi làm phần của anh chị em hãy làm phần của tôi. Oh, Pastor Sam, that's not biblical. Mục sư Sam ơi, cái điều đó nó không có đúng như kinh thánh. I'll show you in scripture. It says they shared everything. Tôi chia sẻ với anh chị em đấy, trong lời của Chúa nói rằng họ chia sẻ hết tất cả mọi việc. Money, tiền bạc. Time, thì giờ. Their house, nhà của họ. Food, thức ăn. I didn't never read that in the Bible, Pastor. Ông mục sư ơi, tôi chưa bao giờ đọc điều đó trong kinh thánh, tôi đâu thấy trong kinh thánh đâu. Okay. Hmm. Another thing too. Một điều là khác. If we bring people to church, thì chúng ta mời người ta đến hội thánh. Your heart should not be, all right, they got saved, I'm done. Chúng ta không thể nào có một cái thái độ, bây giờ họ được cứu rồi, tôi đã xong phần trách nhiệm của mình. Your heart should be, now they're saved, let's teach them how to help their family get saved. Chúng ta cần phải có một cái thái độ mới, đó là bây giờ họ được cứu, bây giờ giúp đỡ để có thể đem cả gia đình của họ được cứu. You know how difficult it is for one person to be saved in a household and they're going to go home to a whole household that's not saved, they're going to get ridiculed. Anh chị em có thấy cái sự khó khăn lớn khi một người tin Chúa và trở về với cả một cái gia đình chưa biết Chúa không? Họ chắc chắn là sẽ bị trêu chọc, sẽ bị xem thường. Will you be there to help them? Anh chị em có mặt tại đó để yểm trợ, để khích lệ họ không? Will you be there to protect them? Anh chị em có ở đó để bảo vệ người mới tin Chúa? To take them into your home if they get kicked out for loving the Lord now? Và sẵn sàng để đón họ vào ở chung nhà của chúng ta bởi vì họ bị gia đình của họ đuổi họ ra khỏi nhà không? No, mục sư, that is not my job. Mục sư, đó không phải là cái chuyện của tôi. That is the church's job. Đó là cái chuyện của hội thánh. You are the church. Anh chị em là hội thánh. All right, so point number one. Cho nên điểm thứ nhất. A vital church is filled by the Holy Spirit. Một hội thánh sống động là một hội thánh được đầy dạy Thánh Linh. You know how many times in the last 3 months that I've heard people say, we talk about the Holy Spirit too much. Anh chị em có biết là có bao nhiêu lần trong 3 tháng qua có người đã đến nói với tôi, mục sư Sam ơi, ông nói quá nhiều về Đức Thánh Linh. Holy Spirit this, Holy Spirit that. Đức Thánh Linh thế này, Đức Thánh Linh thế kia. Who do you talk to? Anh chị em nói chuyện với ai? Who do you talk to that's influencing you that hearing about the Holy Spirit is too much? Ai là người đã ảnh hưởng anh chị em khi anh chị em nói chuyện với họ và anh chị em đã đi đến kết luận nói quá nhiều về Đức Thánh Linh? Maybe you need more of the Holy Spirit. Có thể chính bạn là người cần được Đức Thánh Linh càng hơn. I'll tell you this. Tôi chia sẻ với anh chị em điều này. I haven't preached a message yet where 3,000 people got saved. I need more of the Holy Spirit. Tôi chưa giảng một bài giảng mà có 3,000 người tin Chúa, cho nên tôi cần Đức Thánh Linh hơn nữa anh chị em. I'm not lying. I'm not hiding from it. I need more of the Holy Spirit. Anh chị em, tôi không có nói dối và không giấu vấn đề.
tôi cần Đức Thánh Linh càng hơn, được đầy dẫy Ngài càng hơn. Acts chapter 2 verse 37 and 39. Công vụ chương 2 câu 37 đến 39. Peter's words pierced their hearts and they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?" Peter replied, "Each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, then you will receive the gift of the Holy Spirit. This promise is to you, to your children, and to those far away, all who have been called by the Lord our God." Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt. Họ liền hỏi Phi-rơ và các sứ đồ rằng, các sứ đồ khác rằng, các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Phi-rơ trả lời, hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Giê-xu nhận báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh chị em, cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Pastor Sam, Pastor Sam. Ủa sư Sam ơi, Holy Spirit is not that important. Đức Thánh Linh có quan trọng như vậy đâu. Then why is it in the Bible? Thì tại sao Kinh Thánh lại chép lại cho chúng ta điều then này? Then why is it talked about after Jesus ascends to heaven and sits on the throne? Why is the Holy Spirit mentioned everywhere in the Bible afterwards? Thì tại sao khi Đức Giê-xu Ngài sống lại, Ngài thăng thiên về trời ngồi bên hữu Chúa Cha, thì kể từ giờ phút đó, tất cả những nơi khác đều nói Đức Thánh Linh? Why did Jesus tell the disciples that he had to go so that the Holy Spirit could come? Anh chị em, tại sao Đức Chúa Giê-xu lại nói với các môn đồ của Ngài, đó là Ngài phải đi về cùng với Chúa Cha để Ngài có thể sai phái Đức Thánh Linh đến? If you're living a life as a Christian right now, nếu bạn sống cuộc sống của một người Cơ Đốc nhân ngay bây giờ, but it's not led by the Holy Spirit, nhưng mà không được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, who's leading you? Ai đang hướng dẫn bạn? Who's telling you what's right and wrong? Ai cho bạn biết điều gì đúng, điều gì sai? I read something. Tôi đọc một điều. Jesus is sitting on the throne. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Chúa Cha, đang ngồi trên ngôi. The Holy Spirit is here right now. Đức Thánh Linh đang ở đây với chúng ta trong thời đại này, ngay bây giờ. Jesus is still sitting on the throne till the day he comes to receive the church, his bride. Đức Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục ngồi ở trên ngôi của Ngài cho đến khi Ngài sẽ trở lại để tiếp rước nàng dâu của Ngài. Pastor Sam, the Holy Spirit's not important. Ủa sư Sam, như vậy thì Đức Thánh Linh nó có quan trọng? But that's not what the Bible says. Nhưng mà điều đó không phải là điều Kinh Thánh nói. Jesus is sitting on the throne. Đức Giê-xu đang ngồi ở trên ngôi của Ngài. And he said to the disciples, and we read in the Bible, he says it to us, that I have to go so the Holy Spirit could come, and it's better, it's a good thing that I'm going. Ngài đã nói rằng ta phải trở về cùng Cha và ta sẽ sai Đức Thánh Linh đến, bởi vì sự ta ra đi là tốt hơn cho các ngươi. Để Ngài có thể đến. When you go out and evangelize, khi anh chị em đi ra truyền giáo, and you don't have the leading of the Holy Spirit, anh chị em không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Not many of you fish in this room. Không có nhiều người ở tại đây là những người thích đi câu cá. But a few people understand. Rick, you'll understand this. Nhưng mà một số người tại đây thì biết đi câu cá, và anh Rick là một trong những người thích đi câu cá. If you're on a boat, nếu chúng ta đứng ở trên một cái tàu, and you just throw your line out there, và chúng ta chỉ ném cái nhợi dây nhợi của mình ra, you're hoping and praying that something's going to eat it. Chúng ta hy vọng rằng sẽ có một cái gì đó, một loài cá hay là một cái loài gì đó sẽ ăn cái miếng mồi đó của chúng ta. But because of technology, nhưng mà ngày hôm nay thì nhờ vào ở trong kỹ thuật, there's things called a fish finder, là có một cái máy gọi là máy dò tìm cá. And you can see where the fish are swimming. Và chúng ta có thể cá nó đang lội ở trên cái màn hình. I don't have to guess where I need to throw my line. Tôi bây giờ không cần phải đoán cái chỗ mà tôi ném cái mồi của mình, cái dây nhợi của mình nữa. I just have to throw the right bait. Tôi chỉ cần là ném đúng cái mồi mà con cá đó nó thích. When you have the Holy Spirit, khi chúng ta có Đức Thánh Linh dẫn dắt, you don't have to just guess if this person is going to accept Christ or not. Chúng ta không cần phải đoán là người này sẽ tin Chúa hay là không. You don't have to guess what kind of things to say to them to see if they would accept Jesus or not. Chúng ta cũng không cần phải đoán xem rằng cái này người ta sẽ tiếp nhận, người ta sẽ nhận để tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa hay không. He'll tell you exactly what it is. Đức Thánh Linh Ngài sẽ chỉ cho chúng ta một cách chính xác những gì cần phải làm. But if you don't have a relationship with the Holy Spirit, nếu chúng ta không có mối liên hệ với Đức Thánh Linh, you're going to be like a fisherman going out there to catch some fish with chicken.
Và chúng ta có thể làm như là một cái người đi câu cá, mà chúng ta đi ra, trong đó chúng ta móc một con gà, chúng ta ném ra ngoài đó. Could it work? Có thể có kết quả không? Maybe. Có thể. Mắc Cương, can it work? Maybe. Có kết quả không, Mắc Cương? Maybe. Chứ có thể. Maybe. Chicken. Maybe. Được. Có thể không? Mình ném nguyên một con gà móc vô trong cái lưỡi câu ném ra ngoài đó. I've caught crabs with chicken, but I haven't caught fish with chicken. Tôi có thể bắt được cua bằng cách mồi câu bằng mồi đùi gà, chứ tôi chưa bao giờ câu được cá bằng thịt gà. I've caught fish with fish bait. Tôi bắt được cá khi tôi có cái mồi để bắt cá. But if we don't have the Holy Spirit in our lives, how do you know what you're doing? Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta thì làm sao chúng ta biết việc mình phải làm? You have no experience. Chúng ta không có kinh nghiệm. You know who has the most experience with evangelism? Anh chị em có biết ai là người kinh nghiệm nhiều nhất về truyền giáo không? Jesus. Chúa Giêsu. You know who the Holy Spirit hears information from? Anh chị em có biết rằng Đức Thánh Linh sẽ nghe những cái tin tức từ ai không? The Bible says the Holy Spirit speaking on behalf of what he hears in heaven. Và chúng ta ý đến tới đây đó là Đức Thánh Linh chỉ phán những điều mà Ngài nghe từ thiên đàng. And if you have the Holy Spirit in your life, nếu anh chị em có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, you're hearing what's happening in heaven. Anh chị em sẽ nghe những điều diễn ra tại thiên đàng. Why do you think that when I wrote the song Sound of Heaven, that sound of heaven is so important? What's the sounds in heaven right now? Anh chị em có hiểu cái lý do tại sao mà Chúa nghe ban phước cho tôi có thể viết cái bài hát âm thanh từ thiên đàng? Anh chị em có biết âm thanh từ thiên đàng hiện tại nghe vang như thế nào không? A vital church is filled by the Holy Spirit. Một hội thánh sinh động là một hội thánh đầy dạy Đức Thánh Linh. The Holy Spirit will lead us. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Guide us. Ngài dạy dỗ và Ngài hướng dẫn chúng ta. The Holy Spirit will empower us. Đức Thánh Linh sẽ ban chúng ta quyền năng. Give us insight from heaven. Ngài cho chúng ta biết những cái điều từ thiên đàng. Point number two, a vital church speaks the truth. Và điều thứ hai, một hội thánh sinh động, sống động, rao giảng lẽ thật. The truth. Lẽ thật. God's truth. Lẽ thật của Chúa. Not your truth. Không phải lẽ thật của bạn. God's truth. Nhưng mà lẽ thật của Đức Chúa Trời. You know how hard it is to differentiate between what you think is what God said and what actually it is that God said? Anh chị em muốn biết nó khó như thế nào để chúng ta phân biệt được giữa những gì tư tưởng chúng ta nói và dựa với lời của Chúa và tiếng phán từ nơi Đức Chúa Trời không? It's very, very hard. Rất khó. Very hard. Rất khó. That's why there's the Holy Spirit. Đó là lý do tại sao chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Acts chapter 2 verses 40 to 41. Trong Công vụ chương 2 từ câu 40 đến 41. It said, then Peter continued preaching for a long time. Phêrô lại lấy nhiều lời làm chứng và thúc giục họ rằng. It's 11:59. I'm going to preach for a long time, strongly urging all his listeners, save yourself from this crooked generation. Bây giờ là 11:59 phút. Tôi sẽ giảng rất là dài tới đây. Anh em, hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà này. It said Peter preached for a long time, then 3,000 were saved. So I'm going to preach for a long time. Maybe someone will get saved. Tôi, lời Chúa nói rằng Phêrô giảng rất là dài, lấy nhiều lời làm chứng và kết quả là 3,000 người tin Chúa. Cho nên tôi sẽ bắt chước ông, tôi giảng dài để hy vọng rằng có ai tại đây sẽ được cứu ngày hôm nay. It says strongly urging all his listeners, save yourself from this crooked generation. Ông hết lòng thúc giục họ rằng anh em hãy cứu lấy mình khỏi thế hệ gian tà này. Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. Vậy những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp têm trong ngày có độ 3,000 người thêm vào hội thánh. The truth is what God says. Chân lý hay là lẽ thật là những gì Chúa phán. The church should be a place where we don't sugarcoat what sin is. Hội thánh phải là chỗ mà chúng ta không có bọc đường cái tội lỗi mà chúng ta phải nói thật. But we should call sin what God calls sin. Và chúng ta phải nói thẳng tội lỗi là những điều mà Chúa gọi nó là tội lỗi. The church shouldn't shy away from speaking the truth. We should stand firm in what God's word says. Hội thánh chúng ta đừng nhút nhát và chạy khỏi cái trách nhiệm để chúng ta giảng lẽ thật từ nơi Chúa, nhưng mà chúng ta phải đứng vững để chúng ta rao giảng lời của Chúa, lẽ thật của Ngài. Guess what happened in the Bible? Chuyện gì xảy ra trong hội thánh? As Peter was preaching, trong lúc Phêrô đang giảng, the religious leaders were listening, the Jews, những người lãnh đạo của Do Thái giáo, những người của tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo, họ lắng nghe những người Do Thái và tất cả những người có mặt tại đó. It's the people of Jerusalem, like those who were gathering to listen. Những người tại thành Jerusalem là những người nhóm nhau lại để nghe. They knew, they know who God is. Họ biết Đức Chúa Trời là ai. But they didn't know who Jesus was. Nhưng họ không biết Đức Chúa Giêsu là ai. So guess what Peter did? Anh chị em ý xem Phêrô ông đã làm gì? He showed them the truth. Ông bày tỏ cho họ, chỉ ra cho họ biết được lẽ thật. He told them the truth.
ông đã nói cho họ biết về lẽ thật. He said, "You know that Messiah or that Jesus that you crucified to the cross?" Ông nói rằng các bạn, quý vị có biết rằng đấng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá không? Even David before he was buried knew about this Messiah and said it. Luôn cả vua David trước khi qua đời đã biết về đấng Messiah này và đã tuyên báo về sự đến của Ngài. It said that the words pierced their hearts. Và lời của Chúa nói rằng những lời của Phi-rơ nói đó đâm thủng lòng của họ. Because before their eyes, with everything that they thought they knew, the truth was revealed to them, and they were in a place of repentance. Bây giờ ngay trước mắt họ, họ có thể thấy một điều, đấng mà họ đã đóng đinh, đấng mà họ nghĩ rằng không phải là Đức Chúa Trời đó. Bây giờ họ thấy được cái lẽ thật đó, Ngài chính là đấng Messiah phải đến, thì những điều này đã cắt lấy tấm lòng của họ. Can you imagine? Anh chị em thử hình dung. Sugarcoating the truth to someone who is a sinner. Để chúng ta bọc đường cho những điều mà chúng ta nói chuyện với một người tội nhân. Sugarcoating the truth is like this. Jesus loves you. Nếu chúng ta bọc đường cái lẽ thật là chúng ta nói này, Chúa Giêsu yêu bạn. It's okay, keep sinning. Jesus loves you. Không sao, mọi việc ổn, cứ tiếp tục phạm tội đi, Chúa yêu mạng mà. Okay, there's a little truth behind that. Có một chút cái lẽ thật ở phía sau đó. Jesus loves you. Chúa Giêsu yêu thương bạn. But the sugar coating is it's okay, keep sinning, Jesus loves you. Nhưng mà cái phần mà chúng ta bọc đường lên, chúng ta nói không sao, cứ phạm tội đi, Chúa yêu bạn mà. Who would want to repent if they can keep getting away with it? Anh chị em, ai mà muốn ăn năn nếu họ có thể trốn được hay là qua mặt được? For instance, in the world right now. Chúng ta thấy trong thế giới chúng ta ngày hôm nay. We see that in other parts of the United States that there's a certain amount that you have to steal in order for you to go to jail. Anh xem, thí dụ như có một phần ở tại nước Mỹ này, bạn phải ăn cắp ăn trộm đến một cái số tiền nào đó bạn mới bị bỏ tù. So they don't say don't steal, they say there's a certain amount if you steal you go to jail. Họ không nói rằng đừng có ăn trộm ăn cắp, nhưng mà nói rằng đừng ăn trộm ăn cắp đến cái số đó thì bạn mới đi ở tù. So we see people stealing. Cho nên chúng ta thấy người ta cứ ăn trộm. Just to the right amount. Chơi chừng là sắp sửa đến cái số đó. So nothing will happen to them. Cho nên không có chuyện gì xảy ra cho họ. Would you call them good people still? Anh chị em vẫn gọi những người đó là người tốt sao? Remember. Hãy nhớ rằng. They didn't break the law. They did just the right amount. Họ không phạm luật bởi vì họ chỉ ăn cắp dưới cái số mà luật pháp cho mà. Are we okay with telling people in the world just do just the right amount for Jesus to love you? Anh chị em có ổn trong việc chúng ta đi và chúng ta nói với những người ở ngoài kia rằng phạm tội vừa vừa thôi, vừa đủ cái mức đó thôi. Just the right amount is just make sure you go to church, say that you're saved, and then it's okay when you die, I'll see you in heaven, but do anything else you want afterwards. Cứ đảm bảo rằng sau khi phạm tội cứ đi nhà thờ, vừa đủ phạm vừa đủ thôi, rồi chết sẽ được lên thiên đàng và tôi sẽ hẹn gặp lại bạn tại thiên đàng. Or are we going to speak the truth? Hay là chúng ta sẽ nói lẽ thật? Are we going to turn from our wicked ways? Are we going to humble ourselves? Sẽ từ bỏ con đường tà của mình và chúng ta hạ mình tìm kiếm Chúa. Last thing is a vital church is united. Và điều cuối cùng là hội thánh sống động là một hội thánh hiệp nhất. A couple of scriptures I want to read to you, so let's stay together. Một số câu kinh thánh mà tôi sẽ đọc với anh chị em, cho nên chúng ta sẽ cùng theo dõi. Verse 42, Acts chapter 2, verse 42, and I'll read to 47. All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. Ở trong công vụ chương 2 từ câu 42 đến 47 và tôi sẽ đọc một số câu từ đây. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em lễ bè bánh và sự cầu nguyện. A deep sense of awe came over them and the apostles performed many miraculous signs and wonders. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. And the believers met together in one place and shared everything they had. Tất cả các tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. Họ bán hết tài sản của cải của mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. They worship together at the temple each day. Mỗi ngày họ cùng chuyên tâm đến đền thờ để thờ phượng. Met in homes for the Lord's Supper and shared their meals with great joy and generosity. Từ nhà này đến nhà khác và họ bẻ bánh dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. What does a united church look like? Một hội thánh hiệp nhất, hiệp một là bức ảnh. Devoted to the teaching. Chúng ta thấy rằng họ giữ lời dạy của các sứ đồ. Devoted to the fellowship. Giữ mối thông công với nhau. Devoted to sharing meals. Họ thông công bẻ bánh dùng bữa chung. Devoted to prayer.
họ cùng nhau cầu nguyện. What will we see if we're united? Nếu chúng ta hiệp nhất, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra? Many signs and wonders. Nhiều dấu kỳ phép lạ sẽ được diễn ra. Meeting together in one place. Nhóm họp nhau một chỗ. Sharing possessions, sharing money, sharing resources. Chia sẻ những cái tài sản của cải, những cái tài nguyên cho nhau. Worshiping together each day. Cùng nhau thờ phượng Chúa mỗi ngày. Meet in the homes for the Lord's Supper. Gặp gỡ từ nhà này với nhà kia để bẻ bánh dùng bữa chung với share nhau. Meals with great joy and generosity. Dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ chân thành. Verse 47 says, all thee while praising God and enjoying the goodwill of all the people, each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Và câu 47, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. VBC Houston. Hội thánh VBC Houston. We do a great job at a lot of these things. Chúng ta đã làm rất tốt cho nhiều điều ở tại đây. Guess what we don't do a great job at? Nhưng mà có một điều mà chúng ta chưa tốt. Being united. Đó là sự hiệp một. Individually. Cá nhân. We've had all the teaching. Chúng ta có được nhiều sự dạy dỗ. Individually, many of y'all can pray for a lot of people. Cá nhân chúng ta có thể cầu nguyện cho nhiều người. You've learned about healing. Chúng ta đã cầu nguyện và đã được huấn luyện về sự chữa lành. Deliverance. Đã học về sự giải cứu. You've learned about evangelism. Và đã học về sự truyền giáo. We eat in each other's homes. Chúng ta gặp nhau ở tại các nhà riêng của chúng ta. We fellowship together and have a meal here on Sundays. Và chúng ta cũng họp lại với nhau để dùng bữa chung với nhau, bữa tăng ăn thông công ở tại trong ngày Chủ nhật. Facebook tells me every Sunday when all the ladies in the church are somewhere because they're taking a picture together. Facebook thì báo cho tôi biết rằng các chị em ở trong hội thánh tại đây Chủ nhật nào cũng ăn uống ở đâu đó bởi vì đã đăng hình của mình ở trên Facebook. Usually y'all are posed next to a beautiful plant. Thường á thì các chị em chụp cái tấm hình ở bên cạnh một cái cây đẹp. But you're doing it united. Nhưng mà đã làm một cái hiệp một. But guess what we don't do. Nhưng mà có điều chúng ta không làm. Outside of Sunday. Ngoài ngày Chủ nhật. We're hardly united. Chúng ta rất ít, thiếu kém ở trong sự hiệp một. I'll be honest with you. Cho tôi thành thật với quý vị. I've asked the Lord. Tôi hỏi Chúa. Lord, am I supposed to stop the weekly service? Chúa ơi, con có phải dừng lại cái buổi nhóm lại trong tuần không? I said, Lord, people have taken a step back. Chúa ơi, có một số người đã dừng lại. There's only a few people that come now. Bây giờ số người đến nhóm lại nó đã ít đi. Lord, là Chúa. I feel. Con cảm nhận. That people are pulling away from your presence. Là người ta đã rời khỏi sự hiện diện của Chúa. That life has gotten the better of them. Cuộc đời này đã nắm bắt họ rồi. Do I stop? Con có nên dừng lại không? Do I give up? Con có nên bỏ cuộc không? I have yet to see revival. Chưa thấy được sự phục hưng. Lord, I feel like I've taken them as far as I could. Lạy Chúa, con cảm nhận rằng con đã dắt họ đi xa nhất trong khả năng mà con có thể dắt đưa. But I feel like people are giving up. Con cảm nhận như là có người đã đầu hàng. You know what I heard from the Holy Spirit? Anh chị có biết điều tôi nghe được từ Đức Thánh Linh không? Don't give up. Đừng bỏ cuộc. Push harder. Hãy đẩy mạnh càng hơn. If we want to be a church that's united. Nếu chúng ta muốn trở nên một hội thánh hiệp một. If we want to be a vital church. Nếu chúng ta muốn một hội thánh sinh động, sống động. Is it important for us to come to church every day of the week? Có quan trọng trong việc chúng ta gặp nhau mỗi ngày ở trong tuần không? Oh, Pastor Sam. Nhưng mà một sư Sam ơi. It's not biblical. Điều đó không có ở trong Kinh Thánh đâu. All the believers met together in one place and shared everything they had. Tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chúng. 46, they worship together at the temple each day. Each day. Câu số 46, ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ. Ngày nào. Met in the homes for the Lord's Supper. Gặp nhau từ nhà này đến nhà khác để bẻ bánh và dùng bữa. And shared their meals with great joy and generosity. Và dùng bữa chung với nhau. All while praising God and enjoying the goodwill of all the people, each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người, mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu vào hội thánh. Okay. This is me sharing my heart. Đây là điều mà cá nhân tôi chia sẻ tấm lòng của tôi. And I'm done with the message. Tôi đã xong với sứ điệp. But this is me sharing my heart as a pastor and as a leader. Nhưng mà bây giờ thì đây là tôi muốn nói chuyện từ lòng đến lòng
là mục sư, là người lãnh đạo trong hội thánh. Do I think we've taken a step back? Chúng ta có nên đi lùi không? Yes. Yes, I think we have. Chúng ta đã đi lùi, tôi tin rằng như vậy. Because as individuals, many of us have still showed up, but as united as a church, many of us have given up on truly pursuing and leaning into his presence. Bởi vì cá nhân thì vẫn còn có các anh chị em đến nhóm lại, nhưng mà cả cái tinh thần của cả hội thánh để tìm kiếm Chúa thì chúng ta thấy rằng rất nhiều người đã bỏ cuộc. But I know. Nhưng mà tôi biết. A lot of us. Nhiều người trong chúng ta have said. Đã nói rằng. Pastor Sam. Mục sư Sam. I work. Tôi phải đi làm việc. My family. Gia đình của tôi. My kids. Con cái của tôi. My life. Đời sống của tôi. My friends. Bạn bè của tôi. I need to do other things besides go to church. Tôi phải làm những việc khác ngoài cái việc đi nhà thờ. And I don't have a problem with that. Tôi không có năng đề với những điều đó. If you can keep up with being in his presence Monday through Saturday on your own. Nếu anh chị em vẫn tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa từ thứ hai cho đến thứ bảy ở tại nhà với đời sống riêng của mình với Chúa. You want me to tell you the truth? Nên chị em có muốn cho tôi nói với anh chị em lẽ thật không? It's hard. Rất khó. To do it alone. Để chúng ta làm một mình. It's hard. Khó lắm. You know how easy it is for you to get taken down by yourself? Anh chị em biết rằng nó rất là dễ để chính chúng ta tự đánh ngã mình không? I doubt one person would try to come up and try to do anything to me with 20 people around me. Tôi đánh vấn đề, đặt cái vấn đề tại đây rằng rất khó để có ai có thể đánh ngã tôi nếu có 20 người đứng chung quanh tôi. How do you think the enemy feels? Anh chị em nghĩ kẻ thù của chúng ta đang cảm thấy như thế nào? When we're praying that our church is united but we're still individuals. Khi chúng ta là một hội thánh, chúng ta cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nên hiệp một, nhưng mà chúng ta vẫn là những người sống một cách riêng rẽ. He says, ah, easy targets. Để nói rằng, đó những con người đó là những cái mục tiêu dễ đánh nhất. He starts to do these things that he's just known for. Và nó sẽ đưa ra những cái chiêu trước của nó mà nó đã được nổi tiếng về những cái chiêu này. When you're at home by yourself, khi chúng ta ở nhà một mình, he whispers the lies in your ears. Nó sẽ rù rì vào lỗ tai chúng ta, bỏ nhỏ vào trong lỗ tai của chúng ta về những sự lừa dối. They don't like you at church. Không ai thích mày ở nhà thờ đâu. Go to a different church. Hãy đi nhà thờ khác đi. They won't accept you. Không ai tiếp nhận mày đâu. They don't utilize your skills and talents to the best of your abilities. Họ không biết chiêu hiền đại sĩ, không biết sử dụng tài cán của ngươi đâu. You don't need to go to church every day. Mình không cần phải đi nhà thờ mỗi ngày. Revival. Phục hưng. That's not gonna happen. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. How? Làm thế nào để How có will được? Revival happen? Làm sao để phục hưng có thể xảy ra? How? Làm sao? You think just going to church, revival will happen? Tôi nghĩ rằng mình chỉ đi nhà thờ rồi thì đơn giản như vậy thì sự phục hưng sẽ xảy ra sao? That's what the enemy does. Đó là việc của kẻ thù làm. I need time with my significant other, my boyfriend, my girlfriend, my family, my husband, my wife. Tôi cần phải dành thời giờ với những người quan trọng trong đời sống của tôi, bạn trai, bạn gái của tôi, vợ tôi, chồng của tôi. What about coming to church together? Tại sao không rủ nhau đi nhà thờ? Cùng nhau đi nhà thờ. Because you'll come to church and you'll come to the altar when you're having issues, but you won't come to church together. Mà chúng ta có thể đi đến nhà thờ một mình. Chúng ta có những năng đề ở trong hôn nhân của mình, nhưng mà chúng ta không cùng nhau đi đến nhà thờ để cùng nhau cầu nguyện. A relationship that's built on time with one another but no time with Jesus together, it won't last. Một mối liên hệ mà chúng ta chỉ dành thời giờ cho nhau mà không dành thời giờ với Đức Giêsu, mối liên hệ đó, hôn nhân đó không có kéo dài, không bền lâu. Church, the Holy Spirit's called me to speak the truth. Hội thánh, Đức Thánh Linh gọi tôi để nói những lẽ thật này. Every day, mỗi ngày, I live my life. Tôi phải sống sự sống của tôi. Asking the Lord, cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn. Have I done what it is that you want me to do today? Con có làm điều mà Chúa muốn con làm và thực hiện trong ngày hôm nay không? Because if that's not a question in your heart, bởi vì nếu đó không phải là câu hỏi mà bạn tự hỏi mỗi ngày, you're still living based off of your own ambitions. Bạn sống theo cái tham vọng riêng của mình. I get it. Tôi biết, tôi hiểu. Nobody wants to be poor.
Không ai muốn làm người nghèo hết á. We all want to have thriving businesses or jobs, or we need an income that's a great amount. Ai cũng muốn có một cái lợi tức mà lớn và một cái doanh nghiệp và đầy kết quả. I'm in that position. Tôi cũng đang ở trong vị trí đó. I asked the Lord. Tôi hoàng hỏi Chúa. Should I shut my business down? Và Chúa, con cần phải đóng cái công việc của con, cái doanh nghiệp của con không? It's a hard conversation to have with the Lord. Đó là một cái cuộc trò chuyện rất khó mà tôi đã đặt với Chúa. Make a decent amount of money. Đã làm được một số tiền, kiếm được một số tiền tài chính khả dĩ. But it's not my calling. Nhưng mà đó không phải là sự kêu gọi của tôi. It's just my job. Và đó là cái việc làm của tôi. And I said to the Lord, Lord, I'm able to do everything you want me to do. I've done it for 3 months and I still run my business. Và tôi đã phân bua với Chúa, Chúa ơi, con đã làm hết tất cả những gì mà Chúa muốn con làm. Và cùng một lúc con vẫn có thể làm công việc của mình. And I heard from the Holy Spirit. Và tôi nghe từ Đức Thánh Linh. Yeah, but would you give up anything if I asked you? Nhưng mà con có bằng lòng để từ bỏ những điều mà ta muốn con từ bỏ không? Is that the kind of relationship you have with God? Đó có phải là mối liên hệ mật thiết và đến cái mức độ đó mà bạn có với Chúa không? Or will you be like me, because I fought with the Lord and I said, God, I need this money. Hay là quý vị giống như tôi vật lộn với Chúa và rằng, Chúa ơi, con cần cái số tiền này mà. How will I be able to do this without this money? Làm sao để con có thể tiếp tục công việc hầu việc Chúa và làm những công việc Chúa nghe bảo con làm mà không có cái số tài chính này, thu nhập này? Then I heard from the Holy Spirit. Tôi nghe từ nơi Đức Thánh Linh. What amount of money is enough for you to say that you've made it? Con kiếm được số tiền chừng nào để con có thể nói rằng, oh, đó là số tiền mà tôi ước mơ và bây giờ đã tội nguyện. And what happens if it takes your entire lifetime to finally reach that amount? Và việc gì xảy ra nếu con phải làm việc suốt cả đời con mới tìm được cái số tiền đó? Would you work hard to get there? Thì con có hết sức để mà đạt được cái mục tiêu đó không? And I'll be honest with you, church. Và cho tôi thành thật với hội thánh. So I'm not gonna lie. Tôi không có muốn nói dối ở tại đây. I told the Lord, I said, Lord, I want to make 6 figures by myself. Tôi nói với Chúa rằng là, Chúa, con muốn làm việc hơn 100,000. Đó là tiền lương mà con muốn tìm thấy được, muốn tìm được. Just a goal. Và đó là mục tiêu của tôi. I wasn't far from it. Tôi không có xa lắm với cái mục tiêu đó. Last October. Tháng 8 vừa qua. Was when the Lord gave me the green light to start my business. Đó là lúc mà Chúa ngài cho tôi bật đèn xanh để tôi bắt đầu công việc của mình. He gave me these clients. Chúa cho tôi có những cái thân chủ này. This December. Nhưng mà tháng 12 này. I'm hearing from the Lord. Thì tôi lại nghe Chúa phán. Would you give it all away to me? Con có sẵn lòng bỏ hết tất cả điều đó cho ta không? So my conversation with the Holy Spirit about the amount of money. Cho nên cái câu chuyện giữa tôi với Chúa về số tiền thu nhập mà tôi muốn có. I said, Lord, I just want to make this amount. Nói rằng, Chúa ơi, con muốn có cái thu nhập này, cỡ này. I'll do whatever it takes to make that amount. Con sẽ làm tất cả những gì trong sức của con có thể được để con sẽ đạt được mục tiêu này. I'll find the clients. Con sẽ đi tìm thêm những thân chủ. I'll do this and I'll do that and I'll make sure I share the gospel to them. I promise. Và con hứa với Chúa rằng khi con làm công việc đó mỗi ngày, con vẫn đi tìm những người để con sẽ chia sẻ lời Chúa cho họ. Holy Spirit, clear as day. Nhưng mà Đức Thánh Linh thì rất là phán rất là rõ ràng với tôi như ban ngày. It's not the amount of money I want from you, Sam. Sam, đó không phải là cái số tiền, cái số thu nhập mà ta muốn tìm thấy nơi con. It's your heart. Nhưng mà ta muốn tìm thấy tấm lòng của con. You work hard every day to get these clients. Con đã làm việc rất là cần cù để có được những người thân chủ, những khách hàng này. Because you feel like your life depends on it. Bởi vì con đã hoạt động, đã làm việc như là cuộc đời của con lệ thuộc vào số thu nhập này. But when you die, what does your life depend on? Nhưng mà khi con chết, con qua đời, thì cuộc đời của con nương tựa vào điều gì? It depends on your relationship you've had with me. Nó nương tựa tùy vào ở trong mối liên hệ mà con có với ta. See, the Lord's calling us in unity. Chúa nghe kêu gọi hội thánh của Chúa để chúng ta hiệp một. But to be united means there are sacrifices that are willing that we have to be willing to make.
Để chúng ta có thể hiệp một thì đòi hỏi có một sự hy sinh nào đó mà chúng ta phải sẵn lòng để hy sinh. I spend time praying, asking the Holy Spirit, why at VBC Houston have we not been in the place where I know that you want us to be, Lord? Và tôi cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa, tại sao VBC Houston của chúng ta chưa đạt được đến cái mức độ mà Chúa muốn chúng con đạt đến? It's because of lack of sacrifice. Thì câu trả lời của Chúa là bởi vì thiếu sự hy sinh. We want the church to thrive. Chúng ta muốn hội thánh sinh động. But we only want to put in the work on Sunday. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn là chỉ cho Chúa ngày Chủ nhật thôi. You want your business to succeed. Nếu anh chị em muốn cái cơ sở thương mại của mình được thành công. So you put in the work every day. Thì chúng ta phải đã bỏ thời giờ và làm việc mỗi ngày. We want to see the church succeed. Chúng ta muốn hội thánh của Chúa thành công và phát triển. But we only want to put in the work on Sunday morning. Nhưng mà chúng ta chỉ dành thời giờ trong ngày Chủ nhật, buổi sáng Chủ nhật mà thôi. And this is not a message to call all of you to quit your jobs. Đây không phải là sứ điệp mà tôi kêu gọi tất cả anh chị em là sẽ bỏ việc. Because that was my conversation with the Lord. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ điều này, đây là cái câu chuyện giữa tôi mà tôi có với Chúa. Someone said this to me this week. Có người nói với tôi điều này trong tuần vừa qua. We're always scared to close that door. Rằng chúng ta rất sợ để đóng cái cánh cửa đó. But we never know how much bigger the other door the Lord has for us. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái cửa kia mà Chúa ngài mở đó nó sẽ lớn đến chừng nào. God has so much for our church. Chúa có rất là nhiều điều cho hội thánh của Chúa, dành cho hội thánh của Chúa. But as a unit, as an entire church family, not all of us are willing to want to see what that is. Nhưng mà là cả hội thánh chúng ta có hết lòng hy sinh để thấy điều đó hiện hữu và ứng nghiệm không? You know what the hardest part about unity is? Anh chị em có biết cái khó nhất của sự hiệp một là gì không? Is doing the part outside of church. Đó là chúng ta làm những cái công việc sau khi chúng ta rời nhà thờ. Staying on fire with the Lord. Chúng ta giữ mình vẫn có lửa của Chúa. Evangelizing. Chúng ta truyền giáo. Praying. Cầu nguyện. Worshiping. Thờ phượng. Training at home. Tự huấn luyện ở tại nhà. I know that not everybody can make it every day of the week. Tôi biết rằng không phải tất cả mọi người đều có thể đến mỗi tối trong tuần. But don't allow yourself to not come and then not spend time with God every day. Nhưng mà đừng cho phép mình là không đến thì cũng có nghĩa là mình cũng không dành thời giờ để ở trong sự hiện diện của Chúa tại nhà. The amount of passion and effort that you seek His face at the altar, find that same passion at home every day. Cùng một cái lòng nhiệt thành mà bạn có ở tại bàn thờ ở tại đây, khi bạn về nhà Chúa, hãy có cùng một lòng nhiệt thành đó trong thời giờ riêng tư của mình với Chúa ở nhà. That's how we'll be united. Đó là cái chìa khóa để chúng ta có thể hiệp một. Go home. Hãy về nhà. Read Acts chapter 2. Hãy đọc Công vụ chương 2. See what they did. Xem họ đã làm gì. See the unity that was involved. Thấy cái sự hiệp nhất của họ, điều gì cần có để họ có giữ sự hiệp một. You know what's hilarious to me? Anh chị em có biết cái điều nực cười đối với tôi là gì không? VBC Houston. VBC Houston của chúng ta. We're really good. Chúng ta rất là tốt. At eating. Trong việc ăn uống. Fellowship meals. Những bữa ăn thông công. Spending time with one another. Dành thời giờ cho nhau. Sharing things. Chia sẻ với nhau những cái điều chúng ta có. Do you know how many Sundays or weekdays I see Vietnamese adults bring in random vegetables to just give to one another? Anh chị em có thấy rằng có biết bao nhiêu anh chị em đã trong tuần đã đem những cái rau quả mà mình trồng được đem đến nhà thờ để chia sẻ với các anh chị em khác không? It's in our culture. Trong văn hóa của chúng ta là như vậy. You know what's not in our culture though? Nhưng mà có điều không thuộc về văn hóa của chúng ta, anh chị em có biết không? Unity. Đó là sự hiệp một. Because we're scared of being hurt by the person next to us. Bởi vì chúng ta sợ, chúng ta ngại sẽ bị tổn thương bởi cái người lân cận của mình. We try to stay poised on the outside, but we don't want to know that our family's broken. Chúng ta ráng cố gắng để giữ cái vẻ bình tĩnh ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta che giấu rằng gia đình của chúng ta đang tan nát ở phía sau. That's the Vietnamese culture. Đó là văn hóa của người Việt Nam. But we're kingdom culture. Nhưng mà anh chị em, chúng ta đang thuộc về văn hóa của Vương quốc Đức Chúa Trời. Kingdom culture says when you see someone hurt, trong Vương quốc của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng khi chúng ta thấy một người đau khổ, you go and you pray with them. Chúng ta đến với họ và cầu nguyện với họ. Kingdom culture says you share things with people who are in need. Trong văn hóa của nước trời là chúng ta chia sẻ những tài nguyên mình có cho những người đang có nhu cầu. Kingdom culture says iron sharpens iron. Trong văn hóa của nước trời đó là sắt mài nhọn sắt. That's what I want for VBC Houston. Đó là điều mà tôi mong muốn để VBC Houston chúng ta có thể kinh nghiệm được. Amen. Today, church, I ask that we stand to our feet. Thánh, tôi xin mời chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này.
And I want to read this prayer, and I want us to just really be in unity as I read this prayer. Tôi muốn đọc lời cầu nguyện này như là một cái lời cầu nguyện hiệp nhất mà chúng ta cùng dâng lên với Chúa. Lord, Lạy Chúa, we ask, chúng con cầu xin, that you be the reason why we're united. Chúa chính là cái nguyên do chúng con hiệp một. Lord, we want to be a church that's vital for the kingdom. Chúng con muốn trở nên một hội thánh sinh động cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Lord, Lạy Chúa, shift the agenda for VBC Houston. Lạy Chúa, chuyển đổi chương trình và kế hoạch của VBC Houston. Give us your agenda. Xin cho chúng con biết kế hoạch của Ngài. Help us, Lord, to carry out what it is that you need us to do. Giúp đỡ để chúng con có thể thực hiện những điều Chúa muốn chúng con thực hiện. Lord, that VBC Houston will be a church that is alive and not dead. Lạy Chúa, để VBC Houston của chúng con là một hội thánh sống động chứ không phải là một hội thánh chết. That we will be a church that declares that you can do miracles and you are still moving today. Chúng con sẽ là một hội thánh để chúng con công bố rằng Chúa là Đức Chúa Trời của phép lạ và Ngài vẫn còn vận hành ngày hôm nay. That we will not shy away from the truth. Là chúng con sẽ không bao giờ bỏ chạy và trốn tránh lẽ thật. That we will not hide your presence. Chúng con sẽ không giấu sự hiện diện của Ngài. But instead we'll bring people into your presence. Nhưng mà chúng con sẽ kéo người đi vào trong sự hiện diện của Chúa. This is our prayer. Đây là lời cầu nguyện của chúng con. This is the call for unity. Đây là sự kêu gọi để hiệp một. Lord, you be the reason why for unity. Lạy Chúa, xin trở nên nguyên do chính cho sự hiệp một của chúng con. Touch my heart, Lord. Lạy Chúa, xin chạm đến tấm lòng của con. Touch my heart, Lord. Xin chạm đến tấm lòng của mỗi chúng con. This is the call to unity. Đây là sự kêu gọi của sự hiệp một. It's a call to sacrifice. Đó là sự kêu gọi của sự hy sinh. I won't force you to make the sacrifice. Tôi không thể nào bắt anh chị em hy sinh được. But I ask right now. Nhưng mà tôi xin điều này. Holy Spirit, Lạy Chúa Thánh Linh, pierce our hearts. Xin làm đâm thủng lòng của chúng con. If you are in this room and you're answering that call. Nếu anh chị em đáp ứng lại với sự kêu gọi đó. And you want to see VBC Houston be a church that's vital. Và anh chị em muốn VBC Houston trở nên một hội thánh sinh động. That's effective. Ảnh hưởng hiệu quả. That is needed. Và trở nên một hội thánh cần thiết cho thành phố này. Have no hesitation. Không bao giờ có một chút nào ngần ngại. Make a stand. Mà sẵn sàng để có một cái lập trường vững chắc. Come to the altar. Thì mời anh chị em tiến lên phía trước tại đây. The Lord, use my life. Và chúng ta nói với Chúa rằng Lạy Chúa xin sử dụng đời use sống con. My life. Lạy Chúa xin sử dụng đời sống con. I want to be a part of the unity for this church. Tôi muốn trở nên một phần của sự hiệp một của hội thánh của Holy Chúa tại đây. This is my answer. Lạy Chúa Thánh Linh, đây là sự đáp ứng của I'm con. Not afraid. Con không sợ. I want to be used by you. Con muốn được Chúa sử dụng. Use my life. Xin sử dụng đời sống con. Make that stand. Anh chị em hãy có một cái lập trường và chỗ đứng như vậy. That's on you. Tùy thuộc vào lòng tình nguyện của anh chị em. As individuals, của từng cá nhân. It takes individuals to make a family. Đòi hỏi có nhiều thành viên cá nhân để làm thành một gia đình. And it takes unity. Và nó đòi hỏi sự hiệp một. For us to be able to be an effective and vital church. Để chúng ta có thể trở nên một hội thánh hiệu quả và sinh động. So don't have fear. Anh chị em đừng sợ. This is what the Lord's calling our church to do. Đây là điều mà Chúa ngài gọi hội thánh của Chúa. Come to the front. Xin hãy đến phía trước tại đây. When you come to the front, okay, anh chị em đến phía trước. Your conversation is with the Lord. Anh chị em có một câu chuyện mà một sự trò chuyện với Đức Chúa Trời, thư chuyện với Chúa. Use my life. Và Chúa xin sử dụng đời sống con. To build the kingdom. Để xây dựng vương quốc của Ngài. Have your way, Lord. Lạy Chúa xin tự do hành động ở tại đây. Have your way, Lord. Xin tự do hành động ở tại đây. Have your way. Have your way. Lạy Chúa xin hành động theo ý của Ngài tại đây. Lord, you reign. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.